Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 360, một chiếc xe đạp địa hình thể thao nhập khẩu và được trang bị bộ khung nhôm, bộ chuyển động sau Shimano Alivio và đĩa Atus. Và bộ lớp sơn của chiếc xe là nguyên bản. Xe thì còn tương đối mới như các bác có thể nhìn thấy trên hình này. Ngoại hình của chiếc xe còn rất là đẹp, chỉ do là qua quá trình sử dụng và xe bãi nên là xe sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Thương hiệu Merida, thương hiệu cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe tại Việt Nam. Sử dụng bộ đèn sau Shimano Alivio, đạp đĩa trước Shimano Atus, đùi đĩa Alivio với 9 tầng lip. Đã trang bị 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bánh 26 inch. Vân lốp các thứ còn rất là mới, chứng tỏ là chủ cũ họ đi cũng tương đối là ít, khá là ít nên là chưa những cái đường vân lốp này. Rất là mới. Bánh 26 inch. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm Alivio này. Đây là 9 speed này. Bên này 3 9 lít 3 đĩa 27 tốc độ, phanh dầu Techo. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt mà, xuống nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe này được bán bên em mức giá chỉ có là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Và các bác sẽ được bảo hành xe 1 năm. Thì mua xe, các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.